Báo Lao Động đưa tin, ngày 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dũng Chọc Hà Đông cùng đồng bọn trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, ngày 10/9/2002, Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông, sinh năm 1967, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gọi điện thoại cho Lê Xuân Hùng, sinh năm 1982, trú tại tổ 2, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình bảo đi Sơn La chơi và qua Hòa Bình ăn cơm. Sau đó, Hùng mời Dũng Chọc Hà Đông qua quán bia thuộc tổ 9, phường Đồng Tiến, Hòa Bình của Hùng ăn cơm. Sau khi nghe điện thoại của Dũng Chọc Hà Đông, Hùng gọi điện thoại cho Hà Mạnh Cường, tức Cường Tông, sinh năm 1985, trú phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình và Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1992, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, Mai Châu. Hòa Bình vào ra quán bia 87 của Hùng để tiếp đón Dũng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Dũng cùng Ngô Ngọc Long, sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Lập, sinh năm 1972, trú tại Hà Nội qua quán bia 87 của Hùng, một lúc sau thì Cường đến. Sau đó có Trần Thị Quỳnh, sinh năm 2000 và Phan Thị Yến, sinh năm 2002, cùng trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ngồi ăn cùng. Ăn uống xong, Hùng còn nói với mọi người gồm Nguyễn Văn Dũng, Long, Lập, Cường, Thanh, Phạm Tuấn Dũng vào quán cà phê Music thuộc tổ 1, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình để sử dụng ma túy tổng hợp MDMA, ketamine thì không có ai ý kiến gì và cùng di chuyển vào quán. Còn Cường về nhà cất xe. Khi vào phòng, trong phòng chưa bật nhạc, Hùng còn nói với mọi người rằng ít người thì chỉ nên lấy 5 viên kẹo MDMA và nửa chỉ ketamine. Lúc này, Dũng Chọc Hà Đông, Long, Lập, Thanh và Phạm Tuấn Dũng không có ý kiến gì. Hùng có gọi điện cho Thúy, tức Thúy Mâm lấy 5 viên MDMA và nửa chỉ ketamine. Sau khi Hùng gọi điện thoại lấy ma túy xong thì Dũng Chọc Hà Đông lấy trong ví ra đưa cho Hùng 4 triệu đồng nhưng Hùng không cầm. Khi lấy được MDMA và ketamine, Hùng cầm lên phòng để cùng mọi người tổ chức sử dụng ma túy thì quán mất điện. Lúc này Hùng, Dũng, Long, Lập, Thanh và Phạm Tuấn Dũng di chuyển ra quán karaoke Minh Minh và sử dụng ma túy. Đến khoảng 2 giờ 15 phút ngày 11 tháng 9 năm 2020, tổ công tác công an thành phố Hòa Bình phát hiện bắt quả tang cả nhóm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2020, Lê Xuân Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Qua kiểm tra, những người này dương tính với ma túy. Thông tin thêm trên báo Giao thông, tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, một gói ni lông chứa các chất bột màu trắng và các mảnh viên nén màu xanh, sau đó được xác định là ma túy dạng ketamine và MDMA. Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Xuân Hùng 48 tháng tù giam, Dũng Chọc Hà Đông 42 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thanh 30 tháng tù giam, Hà Văn Linh 30 tháng tù giam, Trần Thị Ngọc Quỳnh 30 tháng tù giam cùng tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Dũng Chọc là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các giang hồ mạng. Năm 2013, Dũng Chọc và đàn em đã nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội, khiến Dũng Chọc bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Dũng Chọc thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng và luôn miệng chửi bới, dọa nạt đối thủ.